Thơm, phải nói là rất là thơm. Hôm nay thì em sẽ review cho chị một loài hoa mới, đó chính là những cây hoa ngọc lan đấy chị nhé. Nhắc tới cây hoa ngọc lan, một cái loài hoa mà cũng rất là quen thuộc với người dân Việt Nam ta rồi. Tuy nhiên hầu hết chúng ta thì đều biết tới đó là cái hoa màu trắng anh chị nhé. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường nó có một cái giống hoa ngọc lan mới, đó chính là cái giống hoa ngọc lan vàng. Giống cây này thì có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan và hiện nay thì cũng đã du nhập về Việt Nam. Nó thích nghi và phát triển rất là tốt trong điều kiện khí hậu của Việt Nam. Nó có nhiều cái ưu điểm hơn dòng ngọc lan trắng. Thứ nhất là cây có khả năng chịu nắng nóng tốt, thích nghi tốt với cái điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam và hoa rất là sai. Thứ ba là hoa nó nở quanh năm anh chị nhé, rất là sai hoa. Một cái đỉnh ngọn như này có thể cho tới khoảng tầm 15 tới 20 bông hoa, gần như là tháng nào nó cũng ra hoa anh chị nhé. Cái dòng ngọc lan vàng này thì nó cũng là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm, ở những cây trưởng thành thì cũng có thể đạt tới chiều cao nó khoảng tầm 7 tới 8 mét như những cây ngọc lan trắng thông thường anh chị nhé. Anh chị mà muốn trồng trong chậu thì mình hoàn toàn có thể lựa chọn trồng chậu được, mình có thể giới hạn chiều cao. Như cái này em đang giới thiệu với anh chị đây, nó cao khoảng tầm 2 mét, cũng chỉ cần trồng trong cái chậu đường kính khoảng tầm 50 phân thôi. Và cây sinh trưởng phát triển rất là tốt và cho hoa rất là sai. Dòng ngọc lan này thì rất là dễ trồng, hoa thì rất là thơm anh chị nhé. Cái dòng ngọc lan vàng này thì cái hình dáng bên ngoài của nó cũng giống như những bông hoa ngọc lan trắng anh chị nhé. Cái lụ hoa và cái form hoa giống y hệt nhau, nó khác nhau về màu sắc thôi. Cái hương thơm thì cũng rất là thơm. Cái hoa ngọc lan vàng, để anh chị mà quan tâm tới những cái loài hoa mà có hương thơm ấy, thì có thể lựa chọn thêm cái giống hoa ngọc lan vàng này, rất là dễ trồng và chăm sóc. Hiện nay thì ở nhà vườn Ngọc Lâm có rất nhiều cái kích thước của cây hoa ngọc lan vàng này. Đấy, như anh chị có thể thấy đây, thì đây là một cây trưởng thành đang cho hoa và cho lũ rất là sai. Đây để em hạ những cái cành trên đỉnh ngọn xuống cho anh chị xem này. Đây, anh chị thấy này. Một cái đỉnh ngọn như này nó cho tới khoảng tầm 20 tới 30 bông hoa. Rất là sai hoa nhé. Các lứa hoa nó lụ nó sẽ nở gối tiếp nhau. Rất là dễ trồng và chăm sóc thôi, cây thì có tuổi thọ cao. Hoa thì rất là nhiều và bền hoa. Đấy, rất là thơm đấy chị nhé. Đây, một loài hoa mà rất là đáng trồng, nên là anh chị có thể tham khảo thêm cái giống cây này để trồng cho khuôn viên gia đình mình được thêm đa dạng hơn.